chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hoa hôm nay. Ít ai biết rằng trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, vì hoàng hoa từng âm vang bản anh hùng ca của quân và dân Quảng Bình với chiến dịch Hoàng La lịch sử. Chiến tranh, cả Quảng Bình điêu linh trong trải lửa, vẫn một lòng tất cả vì miền Nam. 95 người, những chiến sĩ bền gan, 25 lần xuất quân, 25 lần truy điểm sống. Từng hạt gạo vào Nam, qua sóng trào biển Đông, từng hạt gạo vào chiến trường thấm máu Hoàng La. Năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang ở giai đoạn ác liệt. Chiến trường cần nhiều vũ khí, đạn dược và lương thực hỗ trợ cho quân và dân ta trong cuộc chiến đấu một mất một còn với quân xâm lược. Nước bạn trong phe xã hội chủ nghĩa lúc đó đã dùng tàu cỡ lớn vận tải gạo bằng đường biển vào neo đầu tại vịnh Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Với quyết tâm, bằng mọi giá, phải vận chuyển gạo viện trợ của nước bạn vào bờ an toàn để chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Một chiến dịch đặc biệt, một kỳ tích đầy tự hào, cùng những mất mát đau thương đã được quân và dân Quảng Bình thực hiện mang tên chiến dịch Hoàng La. Chiến dịch đó chính là dùng tàu, thuyền nhỏ của ta chuyển gạo từ tàu viện trợ Hồng Kỳ đang neo đầu trong vịnh Hòn La lên bờ, bốc lên xe tải, vượt các trọng điểm theo đường Hồ Chí Minh vào Nam. Địch tìm mọi cách ngăn chặn, chúng thả bom từ trường, thủy lôi, phong tỏa xung quanh tàu bạn, liên tục bắn phá, không cho tàu, thuyền ta tiếp cận đến tàu Hồng Kỳ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập đại đội tổng hợp đặc biệt làm nhiệm vụ tải gạo vào bờ. Lực lượng quân dân và người dân các xã Quảng Đông, Quảng Sơn, Cảnh Dương, Quảng Phú đối mặt với đàn bom, cùng với đại đội tổng hợp đặc biệt thực hiện nhiều phương án, chiến thuật sáng tạo và hiệu quả. Vận tải vào bờ trên 10.000 tấn gạo từ 4 tàu Hồng Kỳ trong suốt thời gian của chiến dịch Hoàng La. Hết lao ngang rồi lại lao dọc, từ phương án tơi gạo bằng hệ thống ròng rọc đến thả gạo từ trôi, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí của quân và dân Quảng Bình đã chiến thắng đạn bom của giặc Mỹ. Những hạt gạo chuyển vào chiến trường miền Nam thấm đẫm mồ hôi và máu cùng tròn vẹn nghĩa tình của hậu phương dành cho tiền tuyến. Cái con tàu vận tải 1.000 tấn mà chi viện cho chúng ta cập ở cái đảo Hòn La là máy bay của địch, nó máy bay trực thăng của địch nó quân ngay ở trên đầu, chỉ cách chúng ta có mấy mét, có trên dưới 20 mét, và chúng ta có thể nhìn thấy, có thể nói chuyện được với cái tên lính mà ôm khẩu súng máy ở trên máy bay đang ngắm xuống những cái chiến sĩ của chúng ta ở bên dưới. Nó nguy hiểm đến mức như vậy, thế bất cứ một cái bao gạo nào từ trên tàu ném xuống biển thì lập tức cái tên lính ấy nó bắn một phát xuyên vào cái bao gạo để cho bao gạo nó bị thủng và nó bị chìm. Và nếu như có một người lính nào mà để lộ trong khi mà triển khai cái thế trận chiến đấu với là vận tải mà để lộ bản thân mình thì cũng dễ bị kẻ thù nó tiêu diệt. Chỉ khi anh vào được trong tàu thì mới gọi mới an toàn, chứ còn quá trình tiếp cận từ tàu cho đến bờ là vô cùng nguy hiểm. Cái chết nó rình rập trong từng giây từng phút. Nhưng mà nếu chúng ta không hoàn thành tranh thủ, không hoàn thành nhiệm vụ vận tải như thế này thì chúng ta mất đi một cái cơ hội để chi viện cho chiến trường miền Nam. Vì thế cho nên là quân và dân ta ở trong chiến dịch vận tải Hòn La đã rất dũng cảm và thể hiện cái sự dũng cảm quyết tâm đấy là tha chết và sẵn sàng chết, sẵn sàng hy sinh để vận tải được cho đồng bào miền Nam định giặc. Trở lại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch hôm nay, đâu đó vẫn hiện hữu dấu tích của Hòn La những năm tháng hào hùng. Con đường ngày xưa mở cho các đoàn xe vào chuyên chở gạo được người dân xã Quảng Đông đặt tên là con đường Hồng Kỳ vẫn còn đó. Đường Hồng Kỳ giờ đây đã được mở rộng, bê tông hóa, trở thành một trong những tuyến đường chính đẹp nhất của xã Quảng Đông.
Đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng trong tâm khảm của ông Nguyễn Ngọc Tị, ký ức về một thời máu lửa dường như vẫn vẹn nguyên. Ông là đội trưởng đội bốc gà Hồng Kỳ gồm 30 người của địa phương xã Quảng Đông, tham gia từ đầu cho đến cuối chiến dịch Hòn La. Ông kể, tàu hải quân Mỹ đỗ cách tàu Hồng Kỳ khoảng 10 km. Đêm đến, chúng thả pháo sáng sáng rực. Cả vùng biển dày đặc thủy lôi, trực thăng giám sát trên không và máy bay của chúng sẵn sàng ném bom vào những vị trí chúng nghi ngờ cỏ gạo và thuyền của ta. Ông xúc động khi nói đến những người đồng chí, đồng đội của mình, những người đã hy sinh, bị thương trong chiến dịch ác liệt ấy. Khi đó là tôi điều đồng 8 đứa, vô gông bạt ra mà đầy gạo nè, đi vô thì lọt, mà đi ra thì cái chỗ dốc này này, dốc lúc đó người ta gọi dốc con cuôi, là một chiếc máy bay nó kiểm tra đường một đó nè, kiểm tra đường một, có như nó thấy hai cái đồng bạt lu rồi, hắn tưởng là ô tô. Thế nên quay ra cái nhà vốn bắn, bắn thì hai đứa bị thương. Lúc đó tôi đang chỉ đào ở ngoài cách đó khoảng 2 cây. Chúng tôi cùng ông Tì đến nhà của bà Nguyễn Thị Vệ ở thôn 19 tháng 5. Bà 18 tuổi, bà đã là một trong năm nữ dân quân tham gia đội bốc gà Hồng Kỳ xã Quảng Đông. Trong một lần cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ, bà về bị máy bay địch dùng súng 20 ly bắn bị thương. Vết thương trên thân thể vẫn hành hạ bà mỗi khi trải gió trở trời. Khi mà bị thương đó thì cảm thấy cũng sợ, cả sợ mà cả dùng. Bây giờ đó thì khi bom mà đánh đó thì ôi hai chị em là sợ lắm mà đó. Nói thôi thì giờ chạy xuống cái hầm họ để trốn. Sau bị thương là họ kê đi. Bây giờ mỗi lần mà về vậy bình thường rồi, bây giờ thấy tiếng máy bay cũng vẫn sợ máy bay. Ngoài đại đội tổng hợp đặc biệt và đội bốc gà Hồng Kỳ xã Quảng Đông, trong chiến dịch Hòn La còn có sự tham gia tích cực của hàng trăm người dân các xã vùng biển, đặc biệt là xã Quảng Xuân. Trong chiến dịch Hòn La, cả xã Quảng Xuân như một làng chiến đấu, hầu như nhà nào cũng chở gạo, quân trang quân dùng phục vụ bộ đội. Sau ngày đất nước thống nhất, xã Quảng Xuân vinh dự được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến vì những cống hiến của quân và dân địa phương trong chiến dịch Hòn La. Thăm lại những địa điểm gắn với chiến dịch vận tải gạo Hòn La năm xưa, được nghe những câu chuyện của chính những người trong cuộc kể lại, chúng tôi càng khâm phục sự thông minh, mưu trí, dũng cảm của thế hệ cha anh. Tàu nó đầu xa, trong pháo đấy thì bắn không xấu, tức là ở giữa, đang còn địa phương đấy á, thì 12 lấy 7, tức là cũng đề phòng để khi gọi là trực thăng nó cứ vào nó liền xung quanh đấy để bắn. Ví dụ như bây giờ hôm nay 5 xuồng, cứ mỗi xuồng 2 người hoặc mỗi xuồng 3 người là đúng bằng phương án là cứ 3 anh một xuồng hoặc là 2 anh một xuồng là xuống là bắt đầu đi ra, không có thuyền to đâu, là tàu lớn còn nó đầu xuyên sát bên như này kia. Vị trí này từng là nơi đặt đài quan sát của quân đội ta trong chiến dịch vận tải gạo Hòn La. Theo ông Tùng, cũng từ nơi này, các chiến sĩ của ta đã tạo bào nghiên cứu ra cách chuyển gạo bằng phương pháp tời. Trên tàu Hồng Kỳ, tàu bàn dùng máy nổ quay tời, còn các chiến sĩ của ta lợi dụng các gốc cây phi lao to ở bờ biển, buộc ròng rọc, tạo hệ thống tời hoàn chỉnh. Đây là phương pháp vận chuyển nguy hiểm và mất nhiều sức. Những đêm không có gió, khói bom dày đặc, các chiến sĩ phải dùng khăn nước để thở, nhiều người bị ngất xỉu do hít phải nhiều khói bom. Tôi lên Hồng Kỳ á, thì bắt đầu là mọi sự gạo cơm xuống thuyền xuống đồ á, là tôi chỉ đạo đưa về đây. Thì lúc không may một đi một lần thứ hai nữa thì có đồng chí đồng đội bị thương. Nhưng mà tôi mới nói thế này, ra đi đây bây giờ là trên giao nhiệm vụ thì tôi nhận, nhưng mà nhất là phải bảo đảm được cái tiêu được cái tổn thất của con người. Nhưng không may là có một đồng chí bị thương hy sinh mất. Chiến tranh rồi giờ trở lại cái hòa bình thì bác thấy nó quá sung sướng đi. Một khác hẳn với là trước chiến tranh, trên bom dưới đạn, gian khổ đêm hôm.
lúc giờ hòa bình thì coi như thấy là đồng chí đồng đội hy sinh như rồi, giờ mình nghĩ lại rất là tiếc. Hòn La ai nhớ ai quên, một khu kinh tế đầy năng động, một cảng biển tiếp nhận tàu tải trọng lớn đã hiện hữu trên vịnh Hòn La. Biển trời đã không còn tiếng bom rơi đạn nổ, chỉ có âm thanh sôi động của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, biến tiềm năng thế mạnh của Hòn La phục vụ cho sự nghiệp xây dựng quê hương trên đường đổi mới và phát triển. Hơn 40 năm trôi qua, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy chuyển gào giữa khỏi lửa đàn bom, giờ đã thành ông, thành bà. Mỗi người một hoàn cảnh, có người nỗ lực vươn lên làm giàu, có người bạc đầu rồi vẫn chật vật với cơm áo. Nhưng chung quy lại, họ đều tự hào là người trong cuộc, từng vào sinh ra tử, cùng nhau trải qua một thời khói lửa hào hùng. Chiến dịch Hòn La, khúc tráng ca của lòng quả cảm, đức hy sinh, mãi mãi là một trong những kỳ tích của quân và dân Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.